Chiều 24 tháng 3 tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị ban chỉ đạo đề án danh mục chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý chỉ huy trong quân đội nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đại biểu một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị thượng tướng nguyễn tân cương nhấn mạnh việc thống nhất danh mục chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý chỉ huy và tương đương từ bộ quốc phòng đến đơn vị cơ sở làm cơ sở cho việc sắp xếp quy hoạch bổ nhiệm khen thưởng đội ngũ cán bộ phát huy được trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp đồng thời phân biệt rõ chức vụ lãnh đạo quản lý chỉ huy của sĩ quan giữ chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý chỉ huy các cấp khắc phục một phần bất cập phụ cấp chức vụ giữa cấp trên với cấp dưới thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và sau khi xin ý kiến vụ 5 Ban tổ chức Trung ương, cục quân lực Bộ Tổng tham mưu, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng đề án chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý chỉ huy trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã phối hợp với tổ biên tập hoàn chỉnh dự thảo gồm đề án tờ trình Quân ủy Trung ương, tờ trình Bộ Chính trị và dự thảo bảng danh mục chức danh chức vụ lãnh đạo chỉ huy quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam căn cứ vào bảng danh mục chức vụ chức danh lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị tại kết luận số 35 KLTU ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở, các quy định của Đảng, Nhà nước và văn bản quy phạm pháp luật, quy định chức vụ chức danh lãnh đạo chỉ huy quản lý trong quân đội nhân dân Việt Nam cơ quan thường trực ban chỉ đạo đã dự thảo bảng danh mục chức danh của quân đội và đề xuất điều chỉnh diện quản lý trần quân hàm chức vụ chức danh tương đương một số chức vụ chức danh theo đó về nhóm chức vụ có ba nhóm nhóm một gồm các chức danh chức vụ lãnh đạo thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý nhóm hai gồm các chức vụ chức danh cán bộ chủ chốt và cấp cao nhóm ba gồm các chức vụ chức danh thuộc diện quân ủy trung ương và cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị quản lý